đi vô nhà của thằng già, gì thằng bao que á, vô thằng già xa thằng sang bao que ở Mỹ á, nó kêu gọi xuống đường, nó kích động kêu gọi xuống đường hả. Nhưng nói cho một số bà con biết á hả, đừng có nghe lời những cái bọn bao que xỏ lá. Anh chị thấy bây giờ anh chị có giãn cách ly xã hội đúng không? Giãn cách ly xã hội dù gì á mình cũng không có đói, thời bao cấp mà còn đói lên đói xuống mà chúng ta còn nhịn. Bây giờ mình nhịn 2 tháng cũng đâu có đói đâu, gì năm cái thời bao cấp đói hơn gì mà chưa. Cái thời bao cấp còn chưa có đói, còn chưa lọn lạc nữa, vậy mà cái bọn bao que kích động. Nhưng chào bà con cô bác anh chị em, anh chị biết không, hiện nay giờ một số nha, mình nói một số nha, một số bọn phản động nha, nó lợi dụng là giãn cách ly xã hội chỉ thị của chính phủ của chúng ta đưa ra. Chưa có ai chết đói trong thời bao cấp. Đúng rồi đó em Bích Liên, thời bao cấp đó, lúc đó là Nhiên còn nhỏ mà nghe ba mẹ ông bà mình kể là còn chưa chết đói đúng không. Mà bây giờ có giãn cách xã hội đi 3 tháng đi chăng nữa cũng không đói, tại sao ít nhiều gì chính phủ chính quyền hội phụ nữ ở địa phương không bao giờ bỏ các anh các chị. Các anh chị đừng có thấy là Nhiên nói một số mà anh chị nào mà thiếu nhận thức á, rồi nghe lời cái bọn mà nó kích động đấy, tại sao á hả, đi phát hả gạo một bó gạo rồi 4 trái bơ như vậy, rồi sao đủ ăn con á hả, một bó hành với 4 trái bơ gì sao đủ nấu cháo nuôi con. Ủa con ăn cháo hả? Mình bây giờ giả sử đi, đến đổi giờ cháo nấu ăn đi, mình ăn để cho con mình ăn đi, để nhịn đói một tuần đi chăng nữa, để làm chi. Ủa chúng ta cần sống ha, chúng ta cần cái sự sống hay là chúng ta muốn chết vì dịch hả? Ở trong nhà mình đó hả, mình không có ăn đi chăng nữa mình còn sống. Anh chị đi ra ngoài hiện nay bây giờ đi, nghe bạo loạn kích động biệt, anh chị nghe bọn bao que ra biểu tình đi đúng không, anh chị thấy nước Mỹ không, nước Mỹ nó chết không, nước Anh nó chết không, nước Ấn Độ nó chết không, cũng vì kích động biểu tình đó. Cái biểu tình đó mới là cái chết, tại sao cái người bệnh lây cho người bệnh. Rồi anh chị nghĩ đi, một cái bệnh viện vậy đó là chứa như có 4.000 giường à, 1.000 cái máy thở à, mà bây giờ mấy anh chị kích động biểu tình đi, mấy anh chị ở đầu bị nhiễm Covid đi, anh chị vô trong bệnh viện không đủ máy thở rồi anh chị có chết không, hai anh chị nhịn đói chết, nhịn đói không chết nha, nhịn đói không chết mà lại bệnh dịch lại chết. Lúc đó Mỹ cấm vận, Mỹ nó cấm vận mà chúng ta còn không chết đói, thì bây giờ chúng ta giãn cách xã hội chỉ thị 16 của chính phủ, chúng ta ở trong nhà một tháng nửa tháng, thay vì ngày xưa người ta nấu một nồi cơm một lít gạo ăn cho 6 người đi đúng không, một lít gạo ăn 6 người, bây giờ sao mình ăn một lon gạo mình nấu nhão hơn mình để ăn cho 6 người đó. Để làm chi? Để người ta cần cái sự sống để kéo dài được 2 tháng để mà giờ dỡ phong tỏ ra, để làm chi? Để cho đất nước mình để dập dịch được, để mình đi ra làm kinh tế cùng chính phủ. Bây giờ nghe cái bọn phản động mà nó kích động biểu tình, nó không có rau không củ quả, rồi là muốn làm loạn đi ra ngoài xuống đường kéo biểu tình đi. Kéo biểu tình đi rồi anh chị sẽ thấy người này lây bệnh cho người kia rồi bắt đầu sao? Thành ra bùng phát một cái ổ dịch rất là to, rất là lớn. Rồi đi vô rồi thành ra ai cũng bị dịch hết, rồi đi vô bệnh viện máy thở đâu mà thở, máy thở đâu mà thở, có phải anh chị chết vì dịch hay là về dịch không? Anh chị nhịn đói không chết mà anh chị nghe lời cái bọn phản động kích động biểu tình là anh chị chết vì dịch, chứ không chết vì bờ mà chị nhịn đói. Gạo rẻ còn được giúp đỡ, ai mà chết đói đó. Như một cái clip mà Nhiên thấy cái một người phụ nữ đó để 4 trái bơ dưới bó hành, nói là nhà mà chính quyền địa phương cấp cho bó hành dưới 4 trái bơ rồi sao ăn, sao đổ vô nồi nấu ăn. Người phụ nữ này là con người kích động để cho một số người cô bác anh chị em ở khu phòng trọ đó chi, để gây hoang mang lên, để gây hoang mang, gây bất bình, để bạo loạn, để kéo biểu tình, là cái người phụ nữ trong clip đó. Cho nên chi
cái người phụ nữ đó là không biết là như thế nào, cái đó là gây bạo loạn, muốn bạo loạn để mà kích động để làm chi, là muốn hại cô bác anh chị em. Cho nên chúng ta sao sống giãn cách xã hội, vẫn đi chợ được mà, vẫn đi chợ ship hàng được mà. 24/6 ở đây nhà Nhiên, nhà Nhiên là thẻ hồng, nhà cặp bên là thẻ xanh, mình đi chợ là 24/6 ha. Còn mình là tiểu thương ở ngoài chợ, là mình ở ngoài chợ mỗi ngày cấp một cái giấy tiểu thương, mình đi chợ hàng ngày, ở ngoài chợ vẫn bán bình thường. Thì nhưng mà mình đi phải đứng xa, bà con vẫn đứng xa cách 2 mét, rồi hết người này mua tới người khác mới mua đó. Rồi anh chị ở siêu thị cũng mở cửa cho anh chị đi, cấp dẫn cấp giấy 24/6/3/5/7, giấy xanh là 24/6, giấy hồng là 3/5/7. Giá tỷ như ngày nay anh chị đi mua, rồi ngày mai anh chị mua gì đó anh chị không mua được thì nhờ cái nhà bên cạnh đi mua giùm đó. Ai không cho đi mua. Mình á, ngày thường á, bây giờ mình không có còn giãn cách xã hội là toàn đất nước, giãn cách xã hội toàn đất nước từ Bắc vào Nam, 97 triệu dân cùng đồng hành với đảng nhà nước để dập dịch, mà tại sao mình không cùng với đảng nhà nước dập dịch hả? Mà 97 triệu dân được chết đói hết sao, hay là có mà, bây giờ mà một số anh chị mà quậy phá đó, nhìn 97 triệu dân thôi có ai như anh chị không? Kích động biểu tình gây tội, đó là tội gì? Tội quan mang dâm dư luận, ở tù đấy ha. Anh chị nhìn qua nước Mỹ đi, nó chết không? Rồi nước Anh nó chết đó không? Rồi nước Ấn Độ nó chết, rồi nước Trung Quốc nó chết đó. Em thấy mà cái bọn nó kêu gọi biểu tình nó ngon đi xuống đi, xuống đi ở tù gục xương không? Rồi là sao? Chỉ thị của 16, chỉ thị 16 đó. Đứa nào mà hả đem cố tình đó mà gây bạo loạn rồi hả đem bệnh mà lây bệnh đi, ở tù ông 12 năm đó. Thấy cái bọn mà phản động kêu gọi biểu tình kích động, rồi cái bọn trong nước, một số bọn trong nước nữa, anh chị biết không, hiện nay giờ bọn nó rất là kích động. Cho nên á, tất cả bà con cô bác anh chị em trong thời gian mà giãn cách xã hội chỉ thị 16 của chính phủ nhà nước ta, chúng ta gắng cố gắng lúc này gắt tiết kiệm, ăn cần ở kiệm, để làm chi? Để chúng ta để mà cùng với 97 triệu dân và đảng nhà nước cùng nhau để mà dập dịch. Sau cái giãn cách xã hội, chúng ta sẽ làm kinh tế là bình thường, không riêng gì đất nước của Việt Nam chúng ta mà toàn thế giới cũng vậy. Mà đảng nhà nước ta đã làm như vậy là tốt lắm rồi, bà con cô bác anh chị em. Anh chị thấy có đất nước nào như đất nước Việt Nam không hả? Anh chị có thấy đất nước nào mà như đất nước Việt Nam không? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả bà con ở ngoài Bắc, từ Bắc Trung Nam, ở miền Tây, đem đồ lên để mà hỗ trợ cho bà con ở thành phố. Anh chị có thấy đất nước nào như đất nước Việt Nam không? Cho nên bà con nào có sống như đất nước Việt Nam thì chúng ta phải sao cùng đảng với nhà nước để mà dập dịch. Anh chào anh Thùy. Ý nó không quan tâm, bơi chúng đi và còn hành hạ bọn nó nữa. Thì cái con đó đó thì chị đã nói đó Bích Liên. Chị nói đó cho Bích Liên. Ai mà người dân nào mà đi từ thiện hay là đi phát đồ cho người dân làm bó hầm rồi với bốn quả bơ đó anh chị. Ít nhiều nè. Bà con. Đúng không? Đi từ thiện đem hỗ trợ cho bà con người dân ở khu vực ở thành địa bàn thành phố thì sao? Đem rau muống nè, rau củ quả nè đến cho bà con. Có ai đâu mà đi phát hành với bơ, cái đó là xuyên tạc vào đảng nhà nước lại sao? Bơ đi người dân và hành hạ người dân. Đó là một clip có ý đồ để mà xuyên tạc vào đảng nhà nước. Đó. Cho bà con cô bác biết. Bọn phản động này nó rất cực kỳ khốn nạn. Rồi á, nó chờ sơ hở hay là một ổ bánh mì, hay là một em đó mua ổ bánh mì, rồi cái ông phó phường nói là bánh mì không phải là thức ăn thiết yếu. Nhưng mà ở đây á, ông nói như vậy, nhưng mà ông đây ông nói chưa có hết câu từ. Ông nói trong lúc này là đang dập dịch, đang giãn cách xã hội, thì chúng ta không cần phải mua bánh mì, ăn cái thức ăn đỡ đi, nhịn thức bánh mì đi, mà ông không nói. Cho nên ông nói chưa hết câu từ, nói giờ trong lúc này mình nhịn bánh mì đi, mình ăn cơm gì đỡ đi, mà ông không nói, mà ông nói
bánh miệng phải thiết yếu, cho nên ông nói câu từ đó hơi bị sai. Khi nào 97 triệu dân yêu nước như em thì lúc đó mới yên bình đó em. Dạ cảm ơn anh Định Nhị. Em nói anh á, một số người dân rất là thiếu hiểu biết đó, ở trên thành phố. Rồi cái con nhỏ mà clip 4 chi bơ với củ mà bó hành đó, nó cố tình nó xuyên tạc, nó bạo động, nó la làng la sớm lên để cho người dân mà mấy đi xấu, mà anh chị em ở khu phòng trọ đó, để anh chị đi kéo biểu tình đó. Cái loại dân đó, là con nhỏ đó, là gọi là phản động anh chị đó. Mong sao cơ quan chính quyền ở địa phương tại cái clip nhỏ đó đăng đó, mời nó lên làm việc đó. Làm việc rồi xong mà mời phải lên xác nhận ngày hôm đó ở địa phương là phát rau củ quả gì cho nó bỏ tặc. Cái thể loại mà kích động như vậy ha, mà như vậy để một số người dân thiếu hiểu biết đó, là hả như vậy hả, là cho nó đi tù đăng cơm ký. Em nói anh Phạm Văn Thì với tất cả anh chị em chúng ta, anh chị nhịn đói không bao giờ chúng ta chết, mà chúng ta nghe bạo động, nghe cái bọn mà phản động nó kích động đồ mình đầu kéo biểu tình ra đường, cái đó là chết vì dịch đó, chết vì dịch đó. Nó đói mà không chết, mà chết vì dịch nó mới ghê đó chứ. Thử đi ùn đi ra đường đi, rồi người này lây bệnh người kia đi, rồi bắt đầu thành ra một ổ dịch, lúc đó là sao, bệnh viện nào chứa được? Có phải chết giống Ấn Độ không? Rồi có phải chết giống Đức không? Có phải chết giống Mỹ không? Chết lúc đó không có chỗ thiêu luôn, tự người nhà xong rồi đem đi đem ra thiêu luôn, người nhà cũng không lấy nữa đó. Cứ nghe đi, nghe bọn nó kích động đi đó. Bây giờ trong nhà đi kìa, ở đó ở bên Trung Quốc đó, đúng không đó, nó dịch nó chết đó. Bây giờ sao nó tự đóng chặt cửa ở nhà hết, ăn ở gì nó ở trong nhà hết đó. Rồi sáng ra địa bàn ở khu vực địa bàn ở Trung Quốc, ở đầu nó treo một bọc đồ ăn cả trước cửa nhà mình ra mình lấy thôi đó. Người ta còn sống được qua 3-4 tháng trời, tại sao mình là người dân mình không ấy, anh đô nữa đó. Bây giờ mình còn được đi ra đường, mình còn được đi siêu thị, còn đứng được hai giãn cách xã hội, giãn cách 2 mét đi siêu thị. Tại sao ông bà chúng ta ngày xưa, giờ ông bà ta nói ăn cần ở kiệm, đúng không? Lúc ngày thường á đó, giờ anh chị đi làm công nhân đi, đúng không? Một tháng á, lương 7-8 triệu, trừ tiền nhà trọ, tiền này tiền kia cho 4 triệu đi, cũng còn 4 triệu anh bỏ, chị bỏ vô tài khoản. Mà một năm hồi đó, giờ anh chị bỏ một năm là bao nhiêu, cũng 40 triệu, đúng chưa? 40 triệu rồi xong á, mà hai vợ chồng, giờ hai vợ chồng cũng còn 4 triệu đi, hai chồng 16 triệu cũng còn 4 triệu đi, anh chị để vào tài khoản. Thì bây giờ nè, trong cái thời dịch này đó, giãn cách xã hội, giãn cách xã hội trong 2 tháng 3 tháng đi, anh chị có chết đói không? Nửa năm anh chị có chết đói không? Chúng ta sao phải ăn cần ở kiệm? Thì Nhân Nhiên đã nói đó, ngày thường chúng ta ăn đồ như thịt cá đồ đó, bữa nay ta tiết kiệm lại, ta tiết kiệm ăn rau ăn đồ ít lại chút xíu, ta gán sống cho nó qua cái mùa dịch này 5-7 tháng đi, đúng không? Có chết không? À, nhịn đói, chúng ta nhịn ăn ít đi chút xíu không chết. Mà nghe lời cái bọn á, kích động xuống đường biểu tình đó hả, dịch lan tràn lây bệnh với nhau là chết đó. Vô bệnh viện giờ đông quá, máy thở có đâu mà đây để cho anh chị thở hả? Bệnh viện có 4.000 giường, đúng không? Bệnh viện có 4.000 giường, 1.000 cái máy thở, mà trong khi anh chị mày bạo loạn cái biểu tình đi, 1.000 người bệnh khó thở thì máy thở ở đâu, phải là anh chị chết không? Chết ngẫm liền. Cho nên chúng ta ở nhà, chúng ta sao ít ăn lại tí xíu đi, hay là hoặc nó nhão lên xíu đi, đâu chết đâu, thời 175 đó. À, chúng ta vừa đánh giặc nè, rồi hả, đảng nhà nước ta, ông bà ta vừa đánh giặc mà vừa đói khát, nó có chết không? Hay là giặc giết chúng ta chết? Ngày nay cũng vậy, nhịn đói không chết mà ra đường bạo động kích động biểu tình là dịch nó giặt các anh chị chết liền, gọi là dịch giặt đó anh chị. Ngày xưa ông bà mình nói là dịch giặt hả, dịch giặt chết, đúng không? Nhưng mà thời ngày xưa mình còn nít, mình đâu biết ôi dịch giặt là gì. Ông bà chửi
ở xóm dịch giặc mày chết đi, mình đâu biết là dịch giặc đâu, thời bây giờ mới biết là dịch giặc. Ông bà mình nói dịch giặc mày chết đi, đúng không? Mà bây giờ một số người dân mà kéo biểu tình kích động ra ngoài lại sao? Dịch giặc chết liền. Đói không chết, giặc đói không chết nha. Mà dịch giặc là chết nha. À, muốn cái nào? Muốn cái nào? Muốn đói chết hay là muốn dịch giặc chết? À, bây giờ sao? Những nhà từ thiện, những mạnh thường quân cũng hả? Những nhà từ thiện, những mạnh thường quân ha, chở xe ha, chở xe là các khu phố, đứng đầu khu phố để phát mà từng bó rau muống, từng bó rau cho bà con, từng bao gạo cho bà con. Vì sao chết? Vì sao chết đói được? Cho nên bà con, một số người dân mà nghe lời cái bọn mà kích động đó ha, cái bọn phản động hiện nay giờ nó kích động đó, bọn nhất là bọn phản động bên Mỹ á. Lúc mà Mỹ nó chết chùm chùm, chết đóng đóng ở bển, nó không chỏ mỏ. Bây giờ bển nó chỏ mỏ về, nó kích động kia xuống đường đi, sau đó nó bên Mỹ đó, nó không chết đi, nó xuống đường, bển nó chống ông Trump đi. Ông Trump với ông Biden mà hả tranh cử với nhau đó, nó kéo biểu tình ầm ầm đó. Đó, nó chết chùm chùm, chết đóng đóng ở bển nó, rồi sau cướp trộm giật dọc ở bển đó. Đó, anh thấy, chị thấy không? Đó đó, một số anh chị đó, tôi chỉ cho anh chị đi qua cái nick Tăng Thái bên chương của bọn phản động đó anh chị. Quanh năm suốt tháng, ngày này qua tháng kia, nó cứ tối ngày nó chỏ mỏ gì Việt Nam, nó quậy phá, nó kêu gọi biểu tình kích động. Nó mà dốc của có làm được cái gì ai? Rồi giờ có một số mà cái bọn nào mà hả đưa cái clip hả bó hành rồi chế bơ á, tụi mày cố tình tụi mày xuyên vào đảng hả, nhà nước hả? Xuyên tạc vào chính quyền địa phương hả? Tụi mày nói là chính quyền địa phương bơ đi rồi hành hạ dân hả? Cái câu từ đó tụi mày đưa lên gì, ý đồ gì? Ai đi phát cho người dân đó, bó hành với bốn trái bơ hả? Có cái lũ ngu nó mới nghe theo tụi mày. Người dân giờ hiện tại giờ giãn cách xã hội vẫn còn một số dân cái vẫn bán cho người ta, dân đem về đó. Chính quyền địa phương cũng phát cho thẻ đi chợ 246 357, nhà kế bên thì 246, còn nhà cặp bên thì 357, vẫn đi chợ, giãn cách xã hội mua đồ ăn thức uống. Có bao giờ đảng nhà nước bỏ dân đói không? Chị Nhiên ở cộng sản đẹp không quý vị? Ở cộng sản đẹp vậy đó, chứ không phải như bọn bao que lưu vong túc ngại xong đồ phản động, đồ bán rẻ lương tâm, làm tay sai bán nước, kích động biểu tình, đồ khốn nạn. Anh chào anh chị Nhiên xuống nha, Nhiên chào anh chị. Rồi anh rảnh chiều nay Nhiên đi về nhà, xong Nhiên hả chửi bọn phản động cho anh chị nghe, lâu quá hôm nay Nhiên được nghỉ. Anh chào anh chị nha.